团，这日凑合过一天，昨日那道火完全扑灭，但却踏上伏线，惹起水花四溅，案件一波一波层层发现。Giờ này vẫn chưa chịu thức dậy. Hôm nay Amsterdam không chừng có mưa ở đó. Ủa em gái, sao hôm nay về sớm vậy? Sớm lắm sao, ngày nào cũng vậy mà. Đâu có, hôm qua thì 7 giờ rưỡi em mới dậy. Hối hả chạy đi chạy hết giờ làm. Hôm trước thì 7 giờ 15 phút mới thức dậy, lựa quần áo suốt 20 phút. Cũng hối hả chạy đi chạy giờ làm. Hôm trước thì 7 giờ. Ok, chuyện của em anh không cần nhớ rõ như vậy. Tập thể dục của anh đi. Không biết tối qua anh làm sao nữa đó. Phải ha, hôm qua em với sếp cao xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh lại ngủ sai ở trong thang máy vậy chứ? Hôm qua em nói rồi mà. Hôm qua em nói với anh hồi nào đâu, hôm qua em chỉ ầm à ầm ực thôi à. Hôm qua em muốn mau chóng đưa anh về nhà, sau đó em quên mất anh bị ám ảnh đi thang máy, nên sơ ý kéo ảnh vô thang máy. Cái đó anh có vẻ mất hết năng lượng vậy, tiếp theo thì ngủ gục luôn. Ảnh bị mất năng lượng có liên quan tới Yuki không? Cái gì? Ai mà biết chứ. Em có cần như vậy không? Anh vừa nhắc tới Yuki, cái gì chứ, ai mà biết. Hay là anh hỏi ảnh đi. Hỏi ảnh hồi nào chứ hỏi cái gì? Hỏi sếp cao của anh và Yuki, quan hệ của họ đã tới đâu rồi? Với lại hỏi ảnh tối qua ngủ thế nào rồi, có bị ác mộng hay không? Cũng được, anh đồng ý. Em gọi điện hỏi anh đi. Em phải tranh thủ trang điểm đi làm. Nè, muốn làm gì vậy? Anh tập xong động tác này lập tức gọi điện cho sếp cao. Em giữ lại khung hình này, anh làm sao tập xong động tác này chứ? Nè, em lại muốn cái gì nữa chứ? Đã nói tập xong động tác lúc nãy gọi điện thoại cho sếp cao mà, anh đã tập xong rồi. Gọi đi nhanh lên. Ê, thôi đi, sáng sớm gọi điện cho anh đánh thức ảnh. Gửi tin nhắn cho ảnh đi. Mà thôi đi, gửi tin nhắn cũng có thể đánh thức ảnh vậy chứ. Hay là em viết lá thư gửi cho ảnh đi. Đợi lát đi, lát nữa hẳn gọi. Em có thể mở lại hình ảnh không? Mà khoan đã, sao im lặng vậy? Tối qua về nhà an toàn cách cả đêm rồi, chắc là không sao. Chị làm gì ở đây vậy? Không có gì. Chị thấy mọi người trên IG cũng chụp hình như vậy, có cảm giác phong cách hơn mà, phải không? Chắc vậy. Tối qua chị bị sốt, đi ngủ mất rồi. Em không có gì chứ? Không có gì. Sao hả? Chị hạ sốt chưa? Uống viên thuốc hết sốt rồi. Bên ngoài trời đẹp như vậy, hay là cùng chị ra ngoài dạo chơi đi. Chị không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Không phải, dù sao chị cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Bên Thân Xá mới mở tiệm cà phê mới, chị mời em uống cà phê nha. Em không sao thật mà. Có đúng là không có gì thật không? Vậy thôi được. Anh Phạm,
Nè sao hả? Sếp Cao hả? Xin lỗi nha, có nói tiếng Anh không? Anh thức dậy chưa? Dậy rồi, có gì không? À không, có người nói chúng ta là bạn thân, kêu tôi cố gắng quan tâm tới anh, cho nên em tôi cứ liên tục kêu tôi gọi điện thoại cho anh đó. Rick gọi cho tôi, cậu có thể trực tiếp tìm tôi mà. Lộ tẩy rồi, tụi mình nghe đi. Alo. Nè sao hả? Không có, tôi, anh tôi muốn quan tâm anh, sau đó không biết bản thân muốn nói cái gì, cho nên tôi mới chỉ anh cách nói. Tại em không cho anh tập thể dục, kêu anh gọi điện thoại cho anh thôi. Anh không có gì chứ? Không có gì, ngủ ngon lắm. Vậy anh có gặp ác mộng không? Không, ngủ giấc tới sáng. Anh nghĩ lần sau đi thang máy có bị ám ảnh nữa hay không? Tôi không biết nữa. Vậy nếu anh gặp tôi có khi nào bị ám ảnh không? Tức là lần sau anh gặp lại tôi có khi nào nghĩ tới đi thang máy, sau đó thì anh bị ám ảnh luôn hay không vậy? Yên tâm đi, cô không có sức sát thương cỡ đó đâu. Vậy thì tốt lắm. Nè, nói anh Phạm giùm chị. Cảm ơn anh tối qua đưa chị đi khám bệnh. Chị nói gì chứ? Cảm ơn anh đó. Anh không có gì thì tốt rồi. Lát nữa anh tới sở cảnh sát á. Đi chứ, cô cũng phải đi làm mà phải không? Tôi bị trễ giờ rồi, khi khác tôi mới nói với anh. Bye bye. Nè. Ừ? Em lấy điện thoại xong trả cho anh đi. Anh chưa đọc xong dự báo thời tiết toàn cầu đó. Gordon. Chris, anh đã tìm được cách làm sao điều tra Lệ Giao rồi. Hôm nay em có rảnh tới công ty không? Sáng nay em có chuyện phải làm, trễ lắm mới tới. Không được, chúng mình gặp. Ừ. Hằng đẳng thức là cái gì? Phân tích nhân tử là cái gì chứ? Alo. Làm ơn, tôi muốn tìm sếp Doãn. Phải, tôi đây, ai vậy? Sếp Doãn, tôi là cô Cao đây. À, cô Cao, chào cô. Có phải cô muốn tìm cậu Cơ cho nên gọi cho tôi hay không? Không phải, không liên quan đến em tôi. Con của sếp Doãn Tiểu Di đang học ở trường của tôi mà. Phải. Tôi muốn hỏi chừng nào anh rảnh, ghé qua trường trao đổi vài câu. Mời phụ huynh. Không cần lo lắng, trao đổi vài câu thôi. Chừng nào anh rảnh thì tới đây từ từ nói chuyện nha. Khoảng một tiếng nữa tôi tới có được hay không? Cũng được, lát nữa gặp. Cảm ơn cô. Nè Cơ, vào đây. Nè, ngồi xuống. Chị của cậu tìm tôi. Hình như con của tôi bị mời phụ huynh đó. Cậu có biết chuyện gì không vậy? Không biết. Vậy cũng phải, cậu làm sao biết? Sếp Võ, có bức thư cho anh nè. Cái gì chứ? Từ chức? Sao tự nhiên lại từ chức vậy? Không muốn làm thì từ chức thôi. Nói chuyện như cậu. Cậu tưởng cậu còn 20 mấy tuổi định từ chức đi du lịch hay sao? Không được từ chức. Tôi không phải ranh con, cũng không phải nông nổi nhất thời. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Sếp cho tôi từ chức nghỉ ngơi đi. Muốn nghỉ thì nghỉ phép đi, cần gì từ chức? Sếp Doãn à. Tôi biết rồi. Bạn gái của cậu, không phải, bạn gái cũ của cậu, lần trước tới sở cảnh sát bêu rớt cậu, làm cho sở cảnh sát đều cười cậu. Cậu cảm thấy rất mất mặt có đúng vậy không? Hả? Không phải tôi sợ mất mặt. Được rồi, tôi hiểu. Nè, cậu cũng biết sở cảnh sát có nhiều chuyện tò mò, đồn tới đồn lui. Ngày mai tôi tung một vụ giật gân. Kiện mập tán tỉnh nữ cảnh ti. Vụ này bị tung ra ngoài, không còn ai nhớ vụ của cậu nữa. Kiện mập tán tỉnh nữ cảnh ti? Nữ cảnh ti nào chứ? À, cậu cũng muốn biết có phải không? Ngày mai đi làm đi. Trả lại thư cho cậu nè. Sếp Doãn à, lúc trước tôi vì ba tôi mới thi cảnh sát. Mấy năm đầu đúng là rất năng nổ, mau chóng lên chức trung sĩ. Nhưng sau đó tôi hoàn toàn lười biếng. Bây giờ tôi không biết làm gì hết. Cậu đừng có nói như vậy, thật ra cậu làm cũng được đó. Đó, năm ngoái cậu phá một vụ án chụp lén người ta kia mà. Năm trước còn giỏi hơn nữa. Năm trước cậu đã cứu một bà lão, xém chút bị xe đẩy đụng trúng. Lần đó cậu dũng cảm mưu trí kia mà. Vậy mà sếp cũng còn nhớ. Kể ra cũng muốn kiếm chỗ chui. Còn Lý Hạo Phàm nữa, không nhờ cậu cứu giúp mấy lần, anh ta đã mất mạng từ lâu rồi. Nè, đừng có nói nhiều nữa, tôi biết trong lòng cậu không vui. Nè, cậu cứ việc tạm thời nghỉ phép hả? Bức thư này tôi tạm thời giữ giùm cậu. Sếp ơi, không cần nói nhiều nữa, bây giờ tôi đi gặp chị của cậu. Nè, ngoan ngoãn làm xong giùm tôi hả? Vào đi. À, cô Cao, xin lỗi nha, bị kẹt xe. Không sao, sếp Doãn, mời ngồi. Cô Cao à, chẳng hay kêu tôi tới đây có chuyện gì hay không vậy? Cũng không có gì,
chỉ là trao đổi bình thường với phụ huynh học sinh thôi. Uống hớp trà trước đi. À, cũng được. À, trường học cũng có trà uống đúng là hay lắm. À, sếp Doãn à, không biết là Tiểu Di có anh chị em gì không? Không có, tôi và vợ tôi chỉ có một mình nó thôi. Vậy quan hệ giữa nó và vợ chồng anh có tốt không? Tốt, chỉ cần có vấn đề gì nó đều trao đổi với chúng tôi hết. Gần đây Tiểu Di có nói với anh là bài tập bị áp lực căng thẳng hay là theo không kịp bài không? Không có. À, cô Cao à, thật ra là chuyện gì vậy? Có phải Tiểu Di phạm lỗi gì hay không? Tức là vậy. Đây là bài tập của Tiểu Di, cách đây 2 tháng rồi. Còn đây là 2 hôm trước. Anh coi đi, nét chữ hoàn toàn khác nhau. Chủ nhiệm của Tiểu Di nghi ngờ có người làm thay nó. Ờ, tôi không nghĩ như vậy cô Cao à. Nè, cô cũng biết Tiểu Di có bao nhiêu bài tập mà. Có thể do bài tập gấp quá cho nên nét chữ có viết hơi khó coi một chút mà thôi. Nè, còn bài này nè, có lẽ nó có đầy đủ thời gian để làm, cho nên nét chữ nó viết đẹp hơn nhiều đó. Sao lại chênh lệch lớn như vậy? Anh coi đi, Tiểu Di viết chữ khẩu này tròn vo như vậy, còn bài này thì hết sức vuông vức. Sao lại khác nhau vậy chứ? À, cô Cao à, bây giờ Tiểu Di đang trưởng thành kia mà, nét chữ vẫn chưa định hình được. Đừng nói là Tiểu Di, nè, thật ra tôi nè, nét chữ buổi sáng viết và nét chữ buổi chiều tôi viết cũng sẽ khác nhau đó. Sếp Doãn, anh làm cảnh sát mà, bây giờ chứng cứ rành rành, anh còn muốn giải thích giùm nó. À, cô Cao à, lúc nãy cô nói là chuyện nhỏ lắm kia mà. Đúng là chuyện nhỏ lắm, đâu cần bị đuổi học. Hả? Thật ra có nhiều phụ huynh sẽ làm bài tập giùm con mình. Sếp Doãn, thật ra anh có làm bài giùm nó không? Đương nhiên là không có rồi cô Cao à. Lúc nãy cô nói tôi là cảnh sát mà, lý nào lại làm giả văn bản chứ. Được, vậy làm phiền anh viết 2 dòng chữ vào tờ giấy này để coi nét chữ của anh. Ờ. Sếp Doãn, nghe nè, anh thuận tay trái sao? À, phải. Nhưng lúc nãy tôi thấy anh uống trà, rõ ràng dùng tay phải mà. À, hai tay của tôi linh hoạt như nhau mà, tôi viết chữ thì dùng tay trái, à, cầm đồ thì dùng tay phải. Anh Doãn Tân Duy, bây giờ tôi nghiêm túc cảnh cáo anh nếu như... À, cô Cao, khoan đã, khoan nói chuyện của Tiểu Di kia đã. Tôi có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô đi nè. À, chúng ta đừng lạc quan chuyện không khác. Không phải, không phải, cô có biết cậu Cơ muốn nghỉ việc không làm nữa không? Anh nói cái gì? Phải, sáng nay cậu ta đã đưa thư nghỉ việc cho tôi đó. Sao lại như vậy? Sáng nay khi tôi ra ngoài rõ ràng thấy nó không có gì mà. Nè, nếu cô không tin tôi tới sở cảnh sát lấy thư từ chức đó cho cô coi. Tôi đã cản lại rồi, tôi không chấp nhận. Tôi kêu cô ta nghỉ phép mấy bữa. Lúc nãy nếu tôi không làm vậy, bây giờ cô ta đã không còn là cảnh sát nữa rồi. À, tính sao đây? Thằng quỷ đó, sao lại như vậy chứ? Ê, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi đã cố gắng đỡ rồi. Có điều tôi không biết có thể đỡ được bao lâu. Tôi nghĩ tôi cần phải tới sở cảnh sát khuyên cậu ta mới được. Cũng được, cũng được. Cảm ơn sếp Doãn. Tôi lo nhất là cậu ta qua mặt tôi trực tiếp đưa thư cho cấp trên. Vậy thì tôi không nhận được. Vậy anh mau quay về chặn nó okay, lại okay. Đi. Cảm ơn anh nha, sếp Doãn. Cảm ơn, cảm ơn. Bye bye. Tính sao đây? Ai có thể giúp đỡ được đây? Tìm anh em của nó đã. Alo, Bính Lời hả? Tôi là cô Cao đây. Cái gì? Anh Cơ xin nghỉ hả? Phải, sếp Doãn nói cho tôi biết đó. Sao lại vậy chứ? Tự nhiên xin nghỉ việc cũng được sao? Có phải do lần trước Yuki kéo tới sở cảnh sát gây ra vụ xào xáo, anh Cơ cảm thấy mất mặt ở lại cũng không có ý nghĩa gì không? Con nhỏ đó đúng là hại người hại bạn, đi cũng hại bà con. Vậy thì sao? Anh Cơ bỏ đi, chắc chắn cả anh Cọc Lốc sẽ mổ chết chúng ta cho coi. Chết rồi, không có anh Cơ, tức là luôn cả bài cũng không được ôn. Không được đọc truyện tranh và lười biếng nữa rồi. Mọi người có nhầm lẫn không? Chỉ biết lo cho bản thân mình, mau tìm cách gì đi. Anh Cơ. Ờ, anh trai. Cơ. Dạ, sao đông đủ vậy? Chị Hai, sao chị cũng ở đây? À không, lúc nãy đi ngoài đường gặp cậu Bính và cậu Trấn nên tới đây thăm cậu Nhân thôi. Sao không gọi cho em? À, gọi xong cũng đã tới nơi rồi. Sao hả Nhân? Bác sĩ nói chừng nào có thể xuất viện? Bác sĩ nói ổn định và hôm nữa có thể xuất viện. Sau khi xuất viện có thể lập tức làm việc. Không cần gấp, nghỉ ngơi trước đi. Thì đó, thật ra cậu cũng không quan trọng lắm đâu. Thì đó, không có anh Cơ thì không được thôi. Còn không có cậu, có sao đâu chứ. Rắn không đầu không thể đi. Bính Lười này không có sếp như anh Cơ đây thì đúng là không thể được. Mọi người muốn nói gì chứ? Nè anh Cơ à, làm công chức sướng vô cùng, ngày mai lãnh lương rồi, lương cao đúng giờ. Thì đó là có nhiều trợ cấp, ở bệnh viện giường cũng lớn hơn, lỡ như bị mất mạng còn được ở trong hậu viện nữa. Ăn nói xui xẻo,
ai nấy nói chuyện đều không có điểm chính, tránh ra. Em trai, chị muốn hỏi em, có phải em định từ chức không? Sếp Doãn nói với chị sao? Em còn định giấu mọi người tới bao giờ? Em không định giấu mọi người, em cũng định nói với mọi người rồi. Vậy tức là sao đi? Bỏ mặt tụi em không lo hả? Em trai à, em thật sự nghĩ việc gì con nhỏ đó sao? Nó không đáng để em làm vậy gì nó đâu. Không có liên quan tới Yuki. Không liên quan tới Yuki thì liên quan tới ai mới được chứ? Có phải anh đành lòng bỏ mặt ba đứa em làm trẻ mồ côi trong sở cảnh sát không? Còn phát súng này của em, ai bắn em còn chưa điều tra được. Có phải vụ của anh em cũng bỏ mặt luôn không? Tổ trọng án sẽ theo dõi. Tức là bỏ mặt rồi. Anh Cơ à, anh đừng có như vậy nữa mà. Anh coi như nể mặt cậu nhân trúng đạn, đừng có từ chức nữa mà. Mọi người không ai hiểu, đừng mỗi người một câu hạch sách tôi được không? Nói sao cũng được, tóm lại em từ chức là không đúng. Thôi được, thôi được. Coi như em làm tới chán nản thất vọng, không muốn làm nữa, vậy được chưa? Như vậy sao được chứ? Tức là không thể cứu vãn rồi. Được rồi, từ nay đừng tới tìm em nữa. Chúng ta không còn tình anh em. Cậu nhân, hôm khác tôi mới tới thăm cậu. Em trai, đứng đó làm gì vậy? Làm cái quái gì vậy? Cứ lén lút thập thò. Lần này nghiêm trọng rồi. Vụ gì nữa? Xưởng mà chị lấy quần áo của công ty đi sản xuất ma túy, có chuyện rồi. Có chuyện? Có chuyện gì chứ? Ma túy đá, làm gì vậy? Nó rò rỉ từ xưởng sản xuất của chị, có người ăn cắp hàng của chị đem ra ngoài bán. Không thể nào, đây đâu phải là hàng của chúng tôi. Sao chị biết? Có ký hiệu sao? Ma túy đá tất cả đều y như nhau thôi. Cậu cũng biết nói là đều như nhau, sao cậu biết là hàng của chúng tôi? Bên ngoài đồn ầm ra rồi, đó là hàng của ban Dận Hưng. Ban Dận Hưng có W không? Không phải rò rỉ từ chỗ của chị thì còn chỗ nào nữa? Phải không đó? Tại sao cậu lại nghe được tin đó chứ? W có bao nhiêu tai mắt bên ngoài sao không nghe được gì hết? Tin tức đồn khắp nơi, đúng lúc đồn tới tai tôi không được sao? Chị không lấy thì đưa đây. Nè chị hai, đừng nói tôi không nhắc nhở chị nha. Chị chắc ăn một chút, vì điều tra coi có chuyện như vậy không. Nếu không vụ này mà lộ ra, W sẽ không tha cho chị đâu. Alo, Gordon. Chris hả? Lúc nãy nói với cổ rồi, là nghe nói có người ăn cắp hàng của công ty ra chợ trời bán. Cổ đã xanh cả mặt rồi. Anh nghĩ tiếp theo cổ sẽ đi kiểm tra hàng hóa. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chụp cây vô em. Tòa nhà công nghiệp Kim Hào. Tôi phải nói với W, báo cáo cho ông biết. Có phải muốn giỡn mặt không? Lên trển mới nói đi. Nè người đẹp, Hối Hả đi đâu vậy? Đằng trước thôi. Đằng trước, tôi làm chỗ này lắm đó. Không cần anh dẫn, tôi tự biết đi mà. Tránh ra đi. Qua đi đã. Đuổi theo đi. Bên đây nè. Alo, Chris. Anh Cơ, mau tới cứu tôi đi. Tôi bị đắt lưu manh đuổi theo. Cô đang ở đâu? Bây giờ tôi đang ở trong ngõ nhỏ đằng sau đường Tính Minh. Tìm ở bên kia đi. Alo,
Rick. Bắn lên đó. Dạ. Đi, đi, đi. Đau quá đi. Có phải có người phải về tới không? Không có, đi rồi sao? Đừng có em vào nhà. Nè. Lên xe. Cẩn thận. Nè, anh chảy máu rồi. Chuyện nhỏ thôi, không có gì. Dính chặt nha. Lấy dao xà đảm. W, hai người làm việc kiểu gì vậy? Chuyện gì vậy? Hai người có biết hai người đã bị theo dõi không? Chúng tôi không phát hiện bị ai theo dõi. Đám đàn em nói cho tôi biết lúc hai người lên đây có người đi theo sau hai người. Ai theo dõi chúng tôi chứ? Là một cô gái. Cô gái? Là ai theo dõi chúng tôi chứ? Tôi đang hỏi cô mà. Không lý nào. Hả? Không lý nào có người theo dõi chúng tôi. Bây giờ tính sao đây? Sau đó có người đàn ông đón cổ đi, để chúng chạy thoát. Có khi nào bọn họ nhầm lẫn không? Tôi không cần biết ai đã nhầm lẫn. Tóm lại cô phải cẩn thận một chút. Nếu để người ta tìm được hang ổ của chúng ta, cô cũng biết hàng của chúng ta đáng giá cỡ nào. Tới lúc đó cô có đền cả mạng cũng chưa đủ. Dạ, tôi xin lỗi. Chúng tôi nhất định cẩn thận hơn. Tới tìm tôi có gì không? Phải, W à. Dạo này tôi nhận được tin nói là... Đây nè, có người ăn cắp hàng đem ra ngoài bán. Cái gì? Màu sắc so với hàng của chúng ta cách một trời một vực. W, không phải là hàng của chúng ta. Tôi có đích thân giám sát. Ai dám ăn cắp hàng của tôi chứ? Cũng là cái gã quạt đinh đó thôi. Tên vô dụng đó đúng là vô tích sự quá mà. Nhưng mà tôi cũng không nên tin hắn thì đúng hơn. Tên ranh này suốt ngày tự tung tự tác, chuyên làm những chuyện vô bổ. Hai người cũng vậy. Quan trọng nhất là làm tốt bổn phận của mình. Mau chóng xuất lô hàng này thuận lợi, có biết không? Dạ, yên tâm, chắc chắn là vậy. Khúc gỗ đó không biết có định bị rỉ sét không? Nếu mấy ngày tới vết thương của anh có gì không ổn thì nhớ đi cấp cứu đó nha. Xét về phụ nữ, cô cũng lo trước sợ sau nhất. Ý, trời ơi, còn dăm gỗ nữa. Để tôi gấp ra giùm anh. Có sao? Sếp Cao ơi, uống ly nước ấm trước đi. Anh không có gì chứ? Không sao. Có thiệt nha. Phải đó. Hèn chị thấy hơi thốn thốn. Phải rồi, một mình cô tới khu công nghiệp đó làm gì? Lại còn bị đám lưu manh bao vây nữa. Tôi theo dõi Lệ Giao, theo tới đó thôi. Lại là cô gái đó sao? Phải đó. Gordon báo tin nói công ty có lô hàng bị người ta đánh cắp. Thì ra bức thư đó do Gordon gửi sao? Phải đó. Cho nên mới đi điều tra cổ, theo dõi cổ thôi. Rồi vừa vô công ty của hai người liền ăn cắp. Tôi cũng muốn không phải, nhưng cổ thật sự đáng nghi lắm. Cho nên tôi và Gordon mới gài bẫy dù cổ tới kho hàng kiểm tra. Cái đó theo dõi một hồi nên theo tới chỗ đó. Sau đó bị đám lưu manh bao vây sao? Ừ. Nhưng mà cũng khó hiểu. Nếu cổ có nhiều đàn em theo cổ như vậy, cổ đâu cần theo Viên Chấn Đông đi móc bóp. Anh nói rất hợp lý, tôi đồng ý. Có khi nào đúng lúc gặp nhóm người khác, thực tế không có liên quan tới Lữ Lệ Giao? Cũng có khả năng. Tôi chụp được tấm hình. Cổ chạy đi gặp một cô gái. Tôi đã chụp được, gửi cho anh coi. Hả? Gần như vậy cần gì gửi chứ? Coi đi. Cô nghi ngờ cô gái này và Lữ Lệ Giao thông đồng ăn cắp hàng của công ty sao? Tôi không biết, nhưng mà tôi thấy họ đi chung với nhau. Vậy còn cái vết ở sau gáy là cái gì vậy? Là hình xăm thôi. Hình xăm sau gáy của cổ so với mô tả của anh Nhân trong bệnh viện về hình xăm của cô gái đã nổ súng bắn ảnh giống vô cùng đó. Được cỡ này thôi. Đúng là có hơi giống. Có khi nào trùng hợp cùng một người không? Anh Phạm à? Anh gửi tấm hình cho cậu Nhân, kêu cậu ta nhìn thử cô gái trong hình có phải là người nổ súng bắn cậu ta không. Tại sao anh kêu tôi gửi chứ? Tôi đâu có số điện thoại của anh ta.
Điện thoại của tôi hơi thất thường, anh gửi cũng vậy thôi, tôi đưa luôn số điện thoại cho anh. Ờ. Hai người từ từ đi, tôi ra ngoài. Gửi rồi. Nè, anh Nhân gọi tới nè. Anh nghe đi. Anh Nhân hả? Nè anh Phạm, anh lấy đâu ra tấm hình này vậy? Ờ, em gái tôi gửi cho tôi, nó chụp được mà. Cô Chuis, cô chụp hồi nào? Với lại chụp ở đâu? Ờ, anh nói tại sao em gái tôi chụp được và chụp được ở đâu đó. Shhh. Mình suy nghĩ gì? Tóm lại kêu cậu ta nhìn kỹ. Sếp cậu nói tóm lại kêu anh nhìn đi. Có phải anh Cơ đang ở bên cạnh anh không? Phải. Kêu anh nói chuyện với tôi đi. Sếp cậu, anh kêu anh tự nói chuyện kìa. Alo, Nhân hả? Anh Cơ, cãi với anh vài câu thôi, không lẽ từ nay không nói chuyện với em nữa hay sao? Không phải, sợ cậu chưa hết giận thôi. Anh em mà, em đâu có dễ giận vậy chứ. Nè, cậu mang coi cô gái trong hình đi, có phải là người nổ súng không? Nét mặt thì không nhận ra, nhưng hình xong thì có nét giống, cô đều nhìn không rõ lắm. Có cách nào chụp hình xong đó rõ nét hơn không? Cà phê tới đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Nè, thật ra có khi nào trùng hợp Lữ Lệ Giao gặp cô gái hình xăm này chính là người đã bắn cậu Nhân hay không đi? Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ quan trọng nhất là moi được con nhỏ đó ra, chụp thật rõ hình xăm sau gái của nó cho cậu Nhân coi. Em coi hình, vị trí chụp hình là bên kia kìa. Phải. Rick nói Lữ Lệ Giao đã cố tình tới đây tìm cô gái hình xăm đó. Tôi chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện ở đây lần nữa. Mọi người có còn nhớ cách đây cũng nhiều năm chúng ta theo dõi vô đập đầu Liên Hoàng đã ở trong xe suốt 3 ngày 3 đêm không? Đương nhiên là nhớ rồi. Không biết cách bao nhiêu năm rồi. Con của cậu Nhân bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu năm thôi. 8 tuổi? Trời, chớp mắt đã 8 năm rồi sao? Em còn nhớ nha. Lúc đó đột nhiên bệnh viện gọi tới cho chúng ta nói là vợ của cậu Nhân đã sinh non rồi, chưa tới ngày đã sinh ra rồi, làm chúng ta sợ xanh mặt luôn đó. Nên tôi lập tức nhấn ga tới bệnh viện, vừa nổ máy gặp ngay đám đập đầu cướp tiền. Em nhớ lúc đó thực sự không biết tính sao luôn, đuổi theo cũng không được mà không đuổi theo cũng không được. Cậu Nhân thì nói ha, nhìn thấy tên cướp đó đánh người ta, giá nào cũng phải đi làm việc trước cái đã. Phải, chúng ta liền ùa xuống xe bắt người, cũng may mau chóng làm xong, vẫn còn kịp tới bệnh viện đưa vợ cậu Nhân đi sinh. Cậu ta còn kịp vô bệnh viện cắt dây rốn nữa kìa. Vụ đó đúng là kinh điển luôn đó. Nhưng mà những trải nghiệm thú vị đó không biết khi nào mới có nữa. Có manh mối. Đúng là con nhỏ đó. Lấy đồ nghề làm gì? Nè, ăn đi. Nè, có cách nào dán tóc cổ lên chụp được hình xăm của cổ không? Em có cách rồi. Ai mở quạt máy mạnh vậy chứ? Bội bạn. Dạ tới liền. Có phải với bà không? Mở máy quạt mạnh vậy? Xin lỗi nha, lát nữa tôi sẽ tắt liền cho mọi người. Nè các vị muốn ăn gì hả? Bún gạo thịt bò cà chua. Được, lát nữa bưng lên liền. Hết cây của cậu đi, còn tệ hơn lúc nãy. Thì đó, động não của cậu dùng một cái đi. Cậu giỏi như vậy cậu làm đi. Tôi đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Nè, bây giờ con nhỏ đó đang gọi thức ăn, lát nữa chúng ta tìm cơ hội đổ nguyên chai sa tế vô tô của nó, cay đến nó nhảy dựng lên. Hễ nó cay đến mà nhảy dựng lên ha, nó sẽ đổ mồ hôi. Hễ đổ mồ hôi thì sẽ dán tóc lên. Hễ dán tóc lên sẽ nhìn thấy hình xăm của nó liền. Có được không đó? Nè anh bạn ơi, ở đây có bán bò viên chay không vậy? Chúng tôi bán bò viên thật thôi. Vậy để tôi suy nghĩ lại đó, cảm ơn nhiều nha. Ok. Đây đây, bún gạo thịt bò cà chua.
Tại sao thịt bò cà chua mà lại cay đến vậy? Bồi đâu? Dạ. Sao bún gạo thịt bò cà chua mà lại cay tới vậy? Có phải lú lẫn rồi không? Đổi tô khác đi. Đổi tô khác liền đi bò lên. À, dạ, đổi. Quá đáng thiệt à. Trời ơi, mở quạt đi, mở quạt đi. Đừng đầu tài giỏi quạt đi. Lại là kế dởm. Xin lỗi nha anh cơ. Rác rưởi. Chị sao đến cơ? Sao cái gì chứ, xuống dưới đám bóp. Chị sai đã mà, sao chị tới sớm vậy? Cái chị cần em đã chuẩn bị xong rồi. Nực quá đi, tắm gội cái đã. Có cần kỹ thuật viên không? Cũng được, để xong hơi đã. Cho hỏi mấy người vậy? Ba người. Ờ, đợi một lát. Con nhỏ đó đi xong hơi, có khả năng chụp được hình. Anh cơ, nhưng ba người chúng ta đều là đàn ông mà, làm sao vô phòng nữ để mà chụp được đây? Kiếm nữ chụp. Lần trước đi massage chân, kỹ thuật viên đó nói biết coi chỉ chân, nhưng tôi bị mất cục chai, phá tướng rồi. Vậy cổ có cạo cục chai đó giùm anh luôn không? Anh có đưa thêm tiền tiếp cho cổ không? Còn gì cây cấn nữa không? Điên khùng à. Wow, vừa làm việc vừa giải trí cũng sướng thiệt chứ. Ê, họ đang ngồi kia. Chúng ta lên phòng đi. Ờ, nè nè, hai người theo tôi lên phòng đi, mau lên. À, tôi được rồi. Nè, cô lên phòng đi. Cô theo tôi luôn đi. Sao hả? Cô ở đâu? Chúng tôi phải làm gì? Hai người thoải mái chút đi, coi như mình tới đâm bóp. Lát nữa hai người vô phòng khách nữ. Chị hai. Hả? Chị phụ trách đánh lạc hướng chú ý của cổ. Rick, cô tìm cơ hội chụp hình xăm của cổ. Ừ. Hồi hộp quá. Sao giống như là đặc vụ vậy? Nhẹ nhàng vô cùng. Chụp xong thì đi ngay. Có đúng là không bị đe dọa tính mạng không? Có chuyện gì cứ la lớn lên, em sẽ xông vào ngay. Ờ. Có đúng là cô nhận ra con nhỏ đó không? Lần trước em gặp cổ có chút khoảng cách, nhưng có lẽ cũng còn nhớ. Ừ. Chúng ta đi xông hơi trước đi. Ừ. Sao hả? Tóc của cổ che hết trơn rồi, làm sao mà chụp được? Có cách rồi. Sao thêm nước nhiều vậy? Nóng quá. Đi xông hơi đương nhiên cần nóng rồi. Đã kêu cô đừng thêm nữa rồi. Tôi thấy chưa đủ lắm. Giờ thôi nha. Nè. Không thêm thì không thêm. Sao hả? Được chưa? Dán tóc rồi. Toàn hơi nước không mà, làm sao mà chụp được? Được, quạt bớt đi. Đã kêu cô đừng thêm nước rồi mà. Thêm luôn lần này không thêm nữa. Đồ khốn. Đừng để tôi gặp cô ngoài đường. Gặp ở đâu đánh cô ở đó. Mau chụp đi. Đúng rồi, hôm đó em gặp nạn đã nhìn thấy cái hình xăm này nè. Nhưng mà cô gái này không đơn giản. Tàn trữ vũ khí, ý đồ giết người, buôn ma túy, cái gì cũng có. Trời, vậy chúng ta nguy hiểm lắm. Cũng may cổ không mang theo súng thôi. Đã vô sông hơi, đương nhiên phải trần truồng rồi. Không sao đâu. Lữ Lệ Giao từng gặp cô gái này trò chuyện. Không lẽ Lữ Lệ Giao có liên quan tới vụ án ma túy? Không nghĩ là như vậy. Bắt đầu tôi chỉ nghĩ cổ ăn cắp hàng của công ty thôi. Không nghĩ chuyện là nghiêm trọng như vậy.
Tôi cũng vậy thôi. Tưởng đâu là dò sẵn đường bắt buôn lậu thuốc lá, ai ngờ dính tới tập đoàn buôn ma túy luôn. Anh Cơ, có phải chúng ta lập tức bắt con nhỏ đó về tra hỏi không? Vụ án này không đơn giản, giá nào cũng phải giao lại cho tổ trọng án. Để tôi nói với sếp cổ cái đã. Nhưng thật ra bây giờ không có chứng cứ gì cáo buộc Lệ Giao có liên quan đến tội phạm này. Chúng ta có thể khoan nói cho chú biết hay không vậy? Tôi không muốn chú lo, cũng không muốn đổ oan cho Lệ Giao. Cũng phải, để tôi nói chuyện với sếp cổ. Ờ phải rồi Chris, cô nói thư nặc danh đó là do Gordon viết cho cô mà. Cô có thể tìm anh ta nói chuyện, cô có chứng cứ gì nữa không? Gordon có nói với tôi á, là về già chú mới nhận lại đứa con, không muốn chú bị cú sốc, cho nên anh cũng không muốn ra mặt nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà tôi có thể hỏi ảnh. Gordon nói nhất định phải tìm một nơi không được công khai cho lắm. Anh nói là không muốn để ai biết anh có tiếp xúc với cảnh sát. Đâu cần lo sợ tới vậy chứ. Tôi nghĩ anh sợ bị chú biết được, sợ chú lo lắng thôi. Sếp Cao, Chris, có cần đeo mắt kính quá đáng như vậy không? Cẩn thận tốt hơn. Nếu để cho ba biết được, tôi nhờ người điều tra, chắc chắn sẽ tức tới ói máu luôn. Con người của anh có vẻ ăn chơi lêu lỏng, thật ra cũng hiếu thảo lắm. Đừng có nói là tôi tự khen tôi. Nói tới hiếu thảo, tôi nhận. Từ nhỏ tới lớn tôi thương ba tôi nhất, nên mọi người nhất định phải giữ kín bí mật này giùm tôi. Hiểu rồi, yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không để lộ thân phận của anh đâu. Cảm ơn. Rick nói anh nghi ngờ Lữ Lệ Giao cấp hàng của công ty đem bán. Anh bắt đầu phát hiện hồi nào? Nè, lúc trước ba tôi nói giao chức phó tổng giám đốc này cho chị Giao giữ là vì muốn bù đắp. Ba của anh cũng nói với em như vậy mà, có đúng không? Phải đó, lúc chú hẹn tôi và anh hai nói chuyện cũng nói như vậy. Nhưng mà theo như anh biết là chị Giao năn nỉ ba của anh giao chức đó cho chị. Ba anh cảm thấy mắc nợ chị nên mới nhận lời mà thôi. Sau khi chị giữ chức vụ này thì liền gom hết hai bộ phận kho hàng và vận chuyển về tay của mình tự mình quyết định. Rồi sau đó còn đổi hết toàn bộ nhân viên lâu năm của hai bộ phận này và bảo vệ nữa. Rầm rộ như vậy, công ty không có ai cảm thấy có vấn đề sao? Chắc chắn nhân viên lâu năm sẽ tìm chú giúp đỡ. Chuyện đó thì chị thông minh lắm. Chị chuyển nhân viên lâu năm tới những bộ phận văn phòng không có gì làm, tăng thêm lương cho họ, cho nên không có ai lên tiếng hết. Cổ lập tức có thể khống chế hai bộ phận một cách ngang nhiên. Chính xác. Sau đó tôi bắt đầu phát hiện ra quần áo bị mất. Quần áo đó là quần áo gì? Là quần áo có giá trị cao sao? Giá trị không cao lắm, nhưng mà tất cả đều xuất khẩu đi châu Âu. Số lượng là bao nhiêu? Nếu bán hết đáng giá bao nhiêu? Nếu như mọi người cảm thấy chỉ lấy hết quần áo ra ngoài bán thì không phải. Bởi vì ngay từ đầu hướng suy nghĩ của chúng ta đã sai rồi. Tức là sao? Bởi vì số quần áo đó đã quay trở về. Trở về sao? Phải. Số quần áo trước đó bị mất đã được chuyển vào kho hết rồi. Tốt nhất là mọi người nên kiểm tra thực ra số đồ này có vấn đề gì. Dành có biết là lô hàng nào không? Với lại kho hàng ở đâu? Tôi lén chụp được số của lô hàng này. Để tôi cho hai người coi. Nếu theo lời Gordon đã nói, đồ tồn kho của mọi người bị chuyển đi lại được chuyển về. Còn Lữ Lệ Giao có liên quan đến cô gái xăm hình này. Nếu cô gái xăm hình đó có liên quan đến vụ án ma túy, không lẽ... Không lẽ họ lợi dụng hàng công ty cô, bỏ ma túy vào đó, sau đó chuyển đi châu Âu? Phải thì nghiêm trọng lắm. Tôi nằm mơ cũng không ngờ tuyển cô gái này vào làm công ty chúng tôi biến thành trung tâm vận chuyển ma túy. Nè đừng suy nghĩ nhiều quá, kiểm tra hàng đi. Có hàng công ty cô ở đâu? Tầng dưới của công ty chúng tôi. Nhưng chúng ta không cần đích thân đi, kêu người mang hàng ra là được rồi. Sau khi Lữ Lệ Giao quản lý kho hàng, đổi hết tất cả mọi người, đưa hết người của mình vô, kêu người của cổ làm việc, làm sao điều tra được gì? Ở bên này. Ở đây có bảo vệ không? Cũng không phải là đồ giá trị gì nên không cần bảo vệ. Ủa, không có điện. Sao nói không có bảo vệ? Không lẽ họ đã tuyển người vô coi kho sao? Cũng như cô đã nói, quần áo không phải là hàng giá trị gì, cần gì đặc biệt tuyển người vô coi. Mặc kệ đi, tìm hàng trước đã. Coi bên này. Đồng hồ không có gì, sao vẫn chưa có điện vậy?
có tiếng động. Nè, vô coi thử đi, lát nữa có người lẻn vô, chị Giao sẽ bắt chúng ta chịu đó. Đi coi thử xung quanh đi. Còn bên đó đi. Không có gì, ra ngoài hú điếu thuốc trước đi. Ờ, cũng được, đi đi, đi. Đi hết rồi. Hả? Nguy hiểm quá. Sao lại căng thẳng tới nước cục vậy? Bởi vì đứng sát tôi quá hả? Ờ, tôi sợ bị người ta phát hiện nên căng thẳng thôi. Nói đùa thôi. Nói đùa, đang làm việc nghiêm túc đó. Làm gì vậy? Tìm được rồi. Hình như là thùng này. Số lô, số mẫu, phân loại an toàn, tiêu chuẩn chấp hành. Phải rồi, đem về kiểm tra đi.